Khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của các nước châu Á đang là vấn đề đáng lo ngại khi nhiều nước ở khu vực này liên tục phải hứng chịu đợt nắng nóng với nhiệt độ tăng cao kỷ lục vào cuối tháng 5, thời điểm mà thời tiết thường mát mẻ hơn khi bắt đầu mùa mưa. Trung Quốc, khu vực Đông Nam Á và nhiều nước khu vực châu Á đã ghi nhận đợt nắng nóng cực đoan và theo cảnh báo của giới chuyên gia, tình trạng thời tiết khắc nghiệt này sẽ còn tái diễn. Đợt nắng nóng cực điểm này có nguyên nhân biến đổi khí hậu cao gấp 30 lần và dường như cũng chịu tác động của cùng yếu tố. Các nhà khoa học nhấn mạnh nắng nóng cực đoan tại châu Á sẽ ngày càng trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu không ngừng và con người cần phải làm quen và ứng phó với tình trạng này. Theo giới khoa học, chính phủ các nước cần có kế hoạch tốt hơn, đặc biệt là để bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương hơn. Ngày 1 tháng 6 năm 2023, Viện Núi Lửa và Địa Chấn Học của Philippines cảnh báo nguy cơ xảy ra các đợt núi lửa Bulusan phun trào khiến lượng lớn hơi nước bốc lên tại tỉnh Sosogon, thuộc mũi phía đông nam đảo Luzon. Viện Núi Lửa và Địa Chấn Học cho biết đã ghi nhận 18 trận động đất trong và gần khu vực núi lửa từ 5 giờ sáng ngày 31 tháng 5, trong đó 5 trận có độ sâu chấn tiêu chỉ từ 2,71 km đến 6,56 km nằm dưới khu vực phía đông của núi lửa Bulusan. Cũng theo Viện Núi Lửa và Địa Chấn Học, có thể quan sát thấy các luồng khói trắng mờ chứa hơi nước từ miệng núi lửa và các lỗ phun khí đang hoạt động trên sườn phía đông nam.